Chào toàn thể anh em cộng đồng kỹ thuật xe máy Việt Nam. Hôm nay mình giới thiệu anh em cái bộ khuôn khui ECM để thực hiện cái công việc mà remap cho một số loại ECM của Yamaha và Suzuki Rider xe chia. Thì anh em nhìn cho cái bộ khuôn này đầu tiên á, thì nó sẽ có khuôn khui này, ECM cho Exciter 155, rồi ECM Exciter 215-218, Exciter 219-2020. Và đây là Rider size chia ha. Anh em đang sử dụng cái máy Smart Tool với cái công việc mà remap cho ECM cho một số loại xe có thể remap qua cổng Galaxy được, như là hãng Honda mà sử dụng ECM Kaihin và ECM Syndergen á, thì cái công việc remap qua cổng Galaxy thì nó rất là đơn giản và dễ dàng ha. Thậm chí một phụ nữ cũng có thể mà thao tác ở trên cái máy chẩn đoán được. Nhưng riêng một số những loại ECM như là của Yamaha mình đang chuẩn bị giới thiệu đây và Suzuki Rider xe chia, thì cái công việc remap nó cần phải khui cái con ECM kết nối trực tiếp với cái bo mạch ở trong cái con ECM này thì mình mới có thể remap được. Vậy thì cái công việc nó sẽ khó khăn hơn một chút xíu với những anh em mới bắt đầu thực hiện cái công việc remap này ha. Với những anh em mà chuyên nghiệp rồi á thì cái công việc này thì nó cũng không có gì khó khăn, nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có gì khó khăn. Đây là những cái loại mà ECM trước đây mình đã khui rồi này anh em, thì thường anh em sẽ phải khui ra một cái lỗ lớn như này, rồi anh em cậy cái cao su non lên, sau đó anh em sẽ kết nối với những cái vị trí ở trên cái sơ đồ ha. Và cái công việc này nó khó một chút á, là khi mà anh em cậy quá tay thì thường nó sẽ có những cái hiện tượng, có những cái lỗi xảy ra là bong chóc những linh kiện này, rồi đứt mặt. Thì sau khi mà anh em remap xong đưa lên xe thì xe nó dẫn đến tình trạng là báo lỗi và không có nổ máy được. Vậy thì cái bộ khuôn này nó sẽ giúp cho cái công việc khui ECM mà remap đó, nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Lý do mình ra cái bộ khuôn này á, là do một số anh em học viên của mình á, và một số những khách hàng thân thiết á, yêu cầu là bên mình gia công cái bộ này hàng chất lượng và giá tốt cho anh em. Thì hôm nay mình cũng gia công và mình cũng giới thiệu đến những anh em mà đang có nhu cầu mà sử dụng cái khuôn này ha. Vậy thì bây giờ mình sẽ mở cái khuôn này ra. Ở trong cái bộ khuôn này thì anh em nhìn thấy này, nó gồm có mũi khoan này, rồi có một cây lấy dấu này, rồi có một cái đầu kẹp khoan tay. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp mica của cái hộp này ra và mình sẽ đặt những cái con ECM vào đây và mình sẽ giới thiệu anh em các bước làm này, anh em xem coi nó có đơn giản hay không ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái nắp mica ra. Sau khi mà mở cái nắp mica ra đó thì mình sẽ đặt từng cái con ECM vào đúng cái vị trí của nó. Đây là cái vị trí cho con ECM Rider xe chia. Thì những con ECM này mình đã khui rồi anh em ha, trước đây mình đã khoét rồi. Thì chút xíu mình sẽ dùng mỗi con ECM mà chưa khoét lỗ đó, mình sẽ thực hiện các thao tác cho anh em cùng xem nhé. Rồi mình sẽ đặt vào. Exciter 155 B5V0 ha. Đây là con ECM Exciter 2015-2018 mã 2ND0. Mình sẽ đặt vào vị trí này. Và con này anh em nhìn thấy con mới này, chút xíu mình sẽ thao tác ở trên cái con này để anh em cùng xem ha. Rồi, con này Exciter 2019-2020 2ND2. Rồi, sau khi mà anh em đặt 4 cái con ECM vào đúng cái vị trí rồi thì ở đây mình đặt cho anh em xem thôi, còn khi mà anh em thao tác ở trên cái khuôn này thì anh em đang làm cái con ECM nào thì anh em đặt đúng cái vị trí vào trong cái ô đó thôi. Sau khi mà anh em đặt cái con ECM vào trong cái khuôn này rồi á thì con ECM sẽ được cố định ha, rất là chắc chắn. Và bây giờ mình sẽ lấy ba cái phụ kiện đi kèm ha. Thứ nhất á, là có cây lấy dấu này. Thứ hai là có cái mũi khoan có cái cỡ sẵn. Thứ ba là có cái đầu kẹp khoan tay để dành cho những anh em nào mà không có sử dụng khoan bàn hoặc là cái khoan điện á, thì mình sẽ sử dụng tay. Mà chút xíu anh em sẽ thấy là mình dùng tay thôi, vì cái này nhựa mà, rất là đơn giản và cũng rất là dễ ha. Mình tạm thời mình đặt ra ngoài đây. Và mình sẽ đậy cái tấm mica này lại. Rồi, sau khi mà đậy cái tấm mica này lại á, thì ở đây có hai con ECM á, là mình chưa có lấy dấu ha. Mình chưa có khoét ECM để mình remap. Đây anh em nhìn thấy nè.
Còn những con này là mình trước đây mình đã khoét tay rồi này, và mình anh em nhìn thấy là cái vị trí chấm là đúng chính xác ha. Đây hai chấm này cũng vậy, chấm chính xác ha. Hai cái lỗ này sẽ có hai cái kim để cắm vào đây. Đây là cái con ESM mình đã khui rồi anh em ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ thực hiện trên cái con ESM mà còn nguyên bản là chưa có khui. Thật ra cái công việc mà remap ESM này anh em thì nó cũng không có xấu. Nếu như anh em áp dụng đúng cách á, thì nó cũng rất là hay ha, rất là hay. Nhưng mà anh em đừng có lạm dụng nó quá. Là khi mà cái xe của anh em cứ lỗi gì anh đi nữa, anh em cũng đè ra anh em remap thì nó sẽ không đúng. Còn nếu như anh em mà áp dụng đúng cách thì cái phần remap này cũng rất là hay, và nó cũng hỗ trợ cho cái công việc của anh em khá là nhiều ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đầu tiên mình sẽ lấy cái cây lấy dấu. Cái cây này đi kèm theo cái bộ khuôn này anh em ha. Thì ở đây anh em nhìn thấy là đây có hai cái lỗ ha, hai cái lỗ. Thì cái việc lấy dấu thì khá đơn giản thôi. Anh em đặt thẳng này, đặt cái cây lấy dấu vào đây, đúng không? Sau đó anh em đè cái cây lấy dấu thật mạnh xuống. Và anh em khi nào anh em nghe cái tiếng cạch, cái anh em bỏ ra ha. Giờ mình sẽ đè xuống ha. Đó, anh em nghe cái cạch một cái, rồi anh em rút lên. Cái lỗ thứ hai cũng thế, ấn anh em nghe cái tiếng cạch cái này. Đó, rồi nhấc lên. Rồi sau khi mà mình lấy được hai cái vị trí của hai cái dấu mà mình để mình chuẩn bị khoan á, thì mình sẽ gỡ cái tấm mica ở đây. Rồi, và anh em nhìn thấy đây, đây là có hai cái dấu ha. Đây có hai cái dấu sẵn. Hai cái dấu này để mình lấy cái mũi khoan này này. Cái mũi khoan này mình sẽ bắt cái kẹp khoan tay này. Sau khi lấy dấu xong rồi mình sẽ đặt cái khoan vào. Và mình lấy cái tay mình quay nhẹ ha. Quay nhẹ thì anh em nhìn thấy này, đã lủng lỗ rồi ha. Đã lủng lỗ rồi. Vậy thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình sẽ quay cái lỗ thứ hai. Nếu anh em có khoan điện thì anh em cắm vô anh em làm nhẹ cái cũng được. Nhưng mà cái này thì mình thấy nó cũng không cần thiết. Anh em chỉ cần dùng cái kẹp khoan, và anh em sử dụng một cái lực nhẹ thôi. Thì nói chung là cũng đã khoan được hai cái lỗ này ha. Cái lỗ này thì anh em nhìn thấy nó khoan qua cái tấm nhựa cứng này thôi, khoan qua cái miếng nhựa cứng này. Còn ở trong này còn một cái cao su non, thì lúc này anh em chỉ cần lấy kim anh em cắm xuống ha. Cái kim remap á của máy Smart Tool, anh em cắm thẳng xuống là được. Vậy bây giờ mình sẽ tiến hành bước tiếp theo là mình mở cái phần mềm ra. Anh em mở phần mềm Omoto ra. Rồi mình sẽ chọn dấu phần tra cứu ha, chọn Yamaha. Và cái con ESM mình đang muốn remap đây là 150, 215, 218 này. Chọn vào đây. Và anh em chọn vô đây thì anh em sẽ nhìn thấy là có nhiều cái danh mục ha. Anh em chọn vô cái phần mà remap tuning đi. Mình đang làm cái việc remap tuning thì mình sẽ chọn vào đó. Rồi, vậy thì bây giờ á, mình sẽ kết nối nguồn trước này ha. Anh em sau khi mà có sơ đồ rồi á, thì lúc này á, mình sẽ sử dụng một cái máy Smart Tool. Máy Smart Tool mà có chức năng remap cho Yamaha. Và sẽ lựa chọn cái cáp adapter này. Đây là cáp adapter để remap Yamaha ha. Anh em sẽ kết nối với cái máy Smart Tool. Rồi có cái cáp 7 màu nữa, anh em cắm vào đây ha. Rồi, và bây giờ mình sẽ kết nối với con ESM. Anh em nhìn thấy đây này, có vị trí chân kết nối này, đỏ này là chân 21 này ha. Rồi mát này là chân 20, 21 liền nhau hàng này ha. Anh em nhìn thấy đây là cái lãi gài ha. Đây cái lãi gài thì mình sẽ lật cái hộp này lại ha. Đây lãi gài nằm đây, đúng không? Hàng thứ hai. Rồi mình sẽ cắm vào ha. Hai mươi mốt và 20, hai chân sát nhau luôn. Nguồn là 21 ha, 20 là mát. Rồi sau khi mình cắm xong á, mình sẽ đặt lại cái vị trí trên bàn này. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành kết nối cái dây cam và cái dây vàng ha, kết nối dây cam và dây vàng vào cái vị trí kết nối của con ESM như trên sơ đồ này.
Thấy không? Rồi, vậy thì anh em nhìn thấy trên sơ đồ đây á, thì cam anh em sẽ cắm ở cái vị trí đầu tiên này, vàng anh em cắm ở cái vị trí thứ hai này ha. Rồi bây giờ mình sẽ kết nối cấp nguồn cho cái máy chẩn đoán cái đó. Rồi anh em sẽ chọn vào cái phần mà remapping ha, enter. Rồi anh em chọn Yamaha. Rồi bây giờ thì cái nhiệm vụ của anh em đơn giản lắm, anh em chỉ việc đang làm cái mã ECM nào thì anh em chọn đúng cái mã ECM đó thôi. Thì cái mã ECM lúc nãy anh em chọn nó là Exciter 25218 này, mã ECM của nó là 2ND0 hoặc là 2BV0. Hai mã này có thể remap được này, anh em chọn vào đây. Thì trong cái phần mà remap này anh em thì tùy theo chiếc xe mà anh em có thể chọn cái bản map cho nó phù hợp và nó tương thích với cái xe. Chẳng hạn như bây giờ mình ghi ví dụ như chiếc xe của anh em mà anh em kiểm tra mà anh em xác định cái xe nó thiếu nhiên liệu một chút, anh em có thể thiếu nhiên liệu mà lỗi là do ECM á, thì anh em có thể cộng thêm cho nó khoảng 2%, 3% tùy theo cái xe đó nó ở cái tình trạng như thế nào. Trước khi mà anh em remap thì anh em phải nên kiểm tra các thông số của cảm biến, các thông số mà hiển thị trên máy chẩn đoán xem coi xe mình nó đang ở cái tình trạng nào, và sau đó mình mới chọn cái bản map nó phù hợp ha. Rồi sau khi nếu như mà anh em á mà lựa chọn rồi cái bản map anh em chạy mà không ưng ý, anh em muốn có thể về cái map gốc, thì đây cũng có cái map gốc. Cái map gốc là cái map mà nguyên bản của nhà sản xuất ha, là cái map đó là cái map zin chưa có chỉnh sửa gì hết. Và cái map đây là cái map cộng xăng, cộng 2% xăng và rồi 3% xăng, thì tùy theo cái cấu hình của cái xe mà anh em có thể lựa chọn những cái bản map này. Rồi vậy thì bây giờ mình sẽ tiến hành ha, không để anh em chờ lâu nữa, mình sẽ tiến hành. Mình sẽ mở cái sơ đồ ra mình kết nối lại ha. Anh em cứ cắm thẳng xuống ha, cắm thẳng xuống. Rồi sau khi mà anh em cắm á, thì ở đây thì mình đang remap mẫu cho anh em xem thôi, nên mình có thể là chọn cái map mà cộng 2%. Công việc remap này thì nó cũng có cái khuôn mẫu này, thì anh em thấy nó làm khá là đơn giản thôi. Mình đang thực hiện cái việc mà remap này trên những cái con ECM mà phải khui ECM ra ha. Nếu anh em đang remap á, mà mất kết nối á, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến ECM ha, không gây lỗi ECM, và cái công việc của anh em á, là chỉ việc kết nối lại và anh em remap lại thôi. Sau khi mà mình remap xong rồi anh em, thì lúc này anh em có thể mang cái con ECM này an tâm đưa xuống xe và kiểm tra ha. Thì ở đây thì hiện nay thì mình đã remap xong rồi, và cái công việc nữa là anh em chỉ việc mang xuống xe là anh em cắm vô, anh em nổ máy kiểm tra thôi. Mà chắc chắn thì với anh em là nó sẽ thành công rồi, và tại vì cái này thì anh em nhìn thấy là cái khuôn này nó khui hai cái lỗ như này thì nó cũng rất là an toàn. Mình nhắc lại ha, bộ khuôn này thì nó sẽ đi kèm một cái khoan, một cái lấy dấu này, một cái mũi khoan và một cái kẹp khoan cho anh em xoay bằng tay ha, khoan bằng cơm á. Rồi sau khi mà thực hiện cái công việc remap ở trên bàn mà có cái bộ khuôn này, thì anh em nhìn thấy là cái công việc nó cũng khá là đơn giản và nó cũng rất là nhanh chóng ha. Nếu như mà những anh em nào mà đã làm chuyên nghiệp về ECM rồi thì thường thì anh em sẽ sử dụng cái phương pháp là khoét như này. Còn những anh em nào mới vào, mới bắt đầu làm thì nó sẽ thường có những cái khó khăn, thì anh em nên lựa chọn những có những cái khuôn mẫu như này thì cái công việc nó sẽ trở nên dễ dàng hơn. Sau khi mà mình remap xong á, mình sẽ tóm lại 3 bước để sử dụng cái khuôn này, khui và remap ECM ha. Thứ nhất á, là khi mà anh em bắt đầu muốn remap thì đầu tiên bước 1 á, là anh em sẽ mở cái nắp hộp Mica này ra và anh em đặt cái con ECM đúng cái vị trí mà anh em cần đặt. Chẳng hạn như con này Exciter 150-219 thì anh em đặt vào đây, 29-2020 này, đúng không? Đặt vào đây. Sau khi mà đặt vào rồi, anh em đậy cái tấm mica lại, đậy tấm mica lại. Rồi, hoàn thành bước thứ nhất. Bước thứ hai là mình sẽ sử dụng cái cây lấy dấu này, mình đặt vào những cái vị trí, đặt vào cái vị trí lỗ cắm lỗ này, mình sẽ ấn xuống, mặn xuống và mình lấy dấu. Lấy dấu xong, mình sẽ mở cái nắp mica này ra
và mình dùng cái kẹp khoan, kẹp vô cái mũi khoan này, và mình dùng cái tay mình xoay giống như lúc nãy mà mình vừa mới thực hiện đó nè. Rất là nhẹ nhàng ha, không có cần phải dùng cái khoan bàn đâu, không dùng cái khoan điện đâu, mình chỉ cần dùng khoan tay thôi. Sau khi mà khoan xong đó thì anh em tiến hành bước thứ ba là anh em kết nối với cái máy Smart Tool 2 có chức năng remap cho Yamaha, rồi sử dụng cái adapter, cái cáp. Anh em mở cái sơ đồ trong cái phần mềm Omoto ra, rồi sau đó anh em kết nối với ECM và anh em cắm đúng cái vị trí trên sơ đồ. Sau khi mà kết nối xong thì anh em sẽ lựa chọn cái bản map và anh em nạp vô, và sau khi nạp vô thì anh em thấy là mình đã hoàn thành cái công việc remap. Cái bộ khuôn này nó giúp cho anh em khui ECM để remap một cách nhanh chóng và tránh những cái rủi ro cho những anh em mới bắt đầu làm remap. Vừa rồi mình vừa giới thiệu anh em cái bộ khuôn khui ECM và các bước để thực hiện ở trên cái bộ khuôn đó, thì anh em thấy cũng cái công việc cũng rất là nhanh chóng và rất là đơn giản ha, cũng không có gì khó. Và xin chào anh em và hẹn gặp lại trong những clip sau nhé.